sửa ngay cho anh cái báo cáo nhá. Luôn hả anh? Ôi nhưng máy em nãy giờ nó treo không làm ăn được gì anh ạ. Thế thì nghỉ việc đi nhá. Nếu các bạn cũng đang gặp tình trạng như vậy thì hãy theo dõi hết video sau đây của sửa chữa laptop 24h.com. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách để có thể khắc phục lỗi treo logo welcome ở trên Windows 10. Cách 1 là chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng là Automatic Repair trên Windows 10. Bước đầu tiên ý, ở góc bên phải màn hình của cái chữ Welcome này, các bạn chọn Power. Sau đó các bạn vừa nhấn giữ phím Shift trên bàn phím và vừa chọn cái mục là Restart cho mình. Khi đó giao diện Advanced Recovery Option nó sẽ hiển thị trên màn hình. Và các bạn tiếp tục chọn đến cái mục là Troubleshoot và chọn là Advanced Option cho mình. Bước tiếp theo thì tại cái giao diện Advanced Option này, các bạn hãy chọn vào cái mục là Automatic Repair. Sau khi các bạn chọn vào cái mục Repair thì máy tính nó sẽ khởi động lại và tiến hành khắc phục cái lỗi treo cái màn hình Welcome này. Tuy nhiên thì trong trường hợp mà nó không thể khắc phục được cái lỗi treo màn hình Welcome này thì các bạn có thể thực hiện đến cách số 2 cho mình, đó chính là vào cái Windows Mode để xử lý cái lỗi trong cái Windows Mode này. Bước 1 thì vẫn tại cái giao diện là Advanced Recovery Option ấy, các bạn chọn cái mục là Troubleshoot cho mình và chọn cái mục là Advanced Option. Trong cái giao diện Advanced Option thì hiện ra thì các bạn chọn cái mục là Startup Setting này và chọn cái mục mà có cái số thứ tự và nó có ghi là Enable Safe Mode này. Sau khi các bạn vào chế độ Safe Mode thì các bạn có thể mở cái run bằng tính tắt là Windows R cho mình và nhập cho mình cái dòng lệnh là service.exe vào. Sau khi cái cửa sổ service nó hiện ra ấy, thì các bạn chọn đến cái mục là Credential Manager và nhấp chuột vào cái mục là Property này. Tại cái mục Startup Time này, các bạn chọn là Disable cho mình và chọn Upline rồi tiếp tục chọn OK để thay đổi thôi. Cuối cùng thì các bạn chỉ cần khởi động lại máy tính để cho nó áp dụng những cái thiết lập vừa rồi để xem là cái tình trạng mà treo cái chữ Welcome nó còn hay không. Tổng cả hai cách trên mà nó đều không thể giúp các bạn thoát khỏi cái tình trạng là treo cái màn hình Welcome ấy, thì các bạn có thể thử cái cách là ngắt kết nối Internet. Ví dụ như là khi mà Windows của các bạn mà nó khởi động lên ấy, thì nó sẽ kết nối Internet luôn, thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây trì trệ trong cái quá trình mà nó khởi động Windows. Và cách thứ tư thì các bạn có thể thử là rút cũng như là ngắt kết nối toàn bộ những cái thiết bị ngoại vi như là USB này, chuột này, phím này. Tại vì những cái thiết bị ngoại vi như vậy ấy, thì nó cũng là cái nguyên nhân dẫn tới tình trạng bị treo máy tính của bạn, do là các cái thiết bị USB này nó có thể gặp cái tình trạng bị chập này, hoặc là các cái thiết bị nó gặp xung đột với nhau thì nó dẫn tới tình trạng bị treo cái Windows chúng ta. Thì các bạn có thể thử với cách là rút toàn bộ những cái thiết bị ngoại vi đó ra. Và cách số 5 đó chính là các bạn có thể là tắt cái tính năng Fast Startup trên Windows 10. Tính năng này thì nó sẽ giúp máy tính các bạn nó khởi động nhanh hơn do là nó không xóa dữ liệu ở trong cái cây RAM đi. Tuy nhiên thì nếu cái dữ liệu này bị lỗi hoặc là bị hỏng thì nó sẽ dẫn tới tình trạng bị treo đơ máy. Thì các bạn có thể tắt cái Fast Startup ấy bằng những cái bước sau đây. Bước 1 thì các bạn vẫn phải vào cái Windows Mode như cách thứ 2 cho mình. Cách này thì mình sẽ không nói lại nữa, thì các bạn cứ có thể xem lại cái cách số 2 để vào Windows Mode nhé. Sau đó thì các bạn vào cái mục là Control Panel cho mình và chọn Power Option. Nếu Control Panel của bạn đang ở dạng là Category thì các bạn hãy vào cái chế độ là Hardware and Sound này và chọn Power Option. Tại cái mục bên trái này, các bạn chọn cái mục là Show What the Power Button Do cho mình và chọn Change Setting để thay đổi những cái thiết lập trong này. Bước tiếp theo thì các bạn có thể bỏ tích ở cái mục là Turn Off Fast Startup cho mình. Sau đó các bạn nhấn Save Change rồi lưu lại các cái thay đổi này. Cuối cùng thì các bạn chỉ cần tắt máy hoàn toàn đi, chọn Shutdown hoặc khởi động lại máy tính. Và trên đây thì là một vài chia sẻ nhanh của sửa chữa tới các bạn về cách khắc phục tình trạng là treo màn hình Welcome ở trên Windows 10. Và hy vọng với những cái chia sẻ trên của sửa chữa thì các bạn sẽ không bị đổi việc nữa nhé. Và nếu cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy đừng quên để lại cho sửa chữa laptop 24h một like và một subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.